muốn mua cây thuốc điều trị chứng suy giảm trí nhớ, mắc chứng hay quên ở người già, xin vui lòng tư vấn giúp tôi. Tôi xin chân thành cảm ơn ạ. Chào bạn, để cải thiện tình trạng suy giảm trí nhớ hay quên ở người già thì hiện nay có cây thông đất là một trong những cây thuốc nam có tác dụng tốt trong việc cải thiện trí nhớ. Mới đây thì có rất nhiều công trình nghiên cứu về cây thông đất, giới khoa học đã tìm ra khả năng cải thiện trí nhớ hay là bệnh Alzheimer. Tác dụng của cây thông đất tốt đến mức tại Mỹ, người ta đánh giá nó thậm chí còn hiệu quả hơn là một số loại thực phẩm chức năng đang được cung cấp trên thị trường. Ở Việt Nam thì nhờ công trình nghiên cứu của bác sĩ Hoàng Sâm đã tìm ra cây thông đất ở cao nguyên đá Đồng Văn. Để tìm hiểu kỹ hơn về công dụng cũng như là cách dùng cây thông đất để cải thiện trí nhớ thì bạn có thể gọi đến số hotline của Thảo Dược Đức Thịnh để được nhân viên tư vấn kỹ hơn.